Hello hello, xin chào tất cả các anh chị em cùng bà con chăn nuôi đã quay trở lại với anh Nông Chính Nick nhé. Thì hôm nay mình sẽ quay cận cảnh từng chi tiết về chuồng nái đẻ cho anh chị em tham khảo. Tại vì vừa rồi có rất nhiều anh chị em cứ nhắn tin bảo mình là quay cận cảnh từng chi tiết cho mọi người cùng xem. Thì đây là mẫu sắt đặc mọi người nhé. Sắt đặc khung là 10 khung 18 mọi người ạ. Anh chị em nào có nhu cầu mua sắt đặc hay là tiếp thì đều có hết mọi người nhé. Đây mình làm mẫu mã đầy đủ tất cả các mẫu mã cho anh chị em lựa chọn. Anh chị em thích sắt đặc thì có sắt đặc, mà anh chị em thích típ nhúng kém thì có típ nhúng kém mời nhé. Típ nhúng kém thì nó đẹp đẹp, nhìn nó đẹp hơn. Còn chất lượng thì tất cả các hai loại đều tốt hết mọi người nhé. Anh chị em có thích có nhu cầu dùng loại nào thì cũng đều được hết. Bây giờ mình sẽ lấy thước mình đo từng khúc cho mọi người cùng xem á. Thì kích thước thì nó gồm như thế này. Đây là cái chân của nó là bọn mình làm 23 phân. Thì khi đi chôn đi lắp đặt ấy, mình sẽ khoan sâu xuống từ 3 đến 5 phân tùy vào nền chuồng. Đấy, còn tổng chiều cao của nó là 1m3, phía trên còn có một cái thanh giữ nữa 20 phân nữa là 1m rưỡi mọi người nhé. Đây, cái khúc lọt lòng mà để bỏ thanh răng bừa ấy là 40 phân, lọt lòng 40 phân mọi người nhé. Còn cái thanh bên dưới là thanh để mà giữ răng bừa, định hình răng bừa ấy là cách 6 phân. Còn mấy cái khúc trên thì mình chia đều ra. Anh chị em nào mà chưa biết thì có thể tham khảo qua từng video để mà xem mọi nhé. Còn mà bây giờ mình sẽ đi lắp đặt cho cái trại một ông chăn nuôi ở Nghệ An. Thì trước đây ông ấy có đặt chuồng của công ty rồi, nhưng mà nó đây, cái chuồng công ty đây mọi người nhá. Rất là xấu luôn. Làm quá xấu. Cái này thì không, ông ấy mới đặt đầu năm mà bây giờ nó tàn tạ như thế này. Đây là chuồng hậu bị mọi người nhá. Chuồng hậu bị mình nối thêm cho bác cái này. Thì chuồng hậu bị ngày trước ông ấy mua của công ty đây. Làm thấp tè ra này này. Thấp tè này làm được có 1 mét, cao có 1 mét thôi. Thì như thế này thấp ấy, thì nó sẽ không tiện trong cái việc chăm sóc tiêm heo hàng ngày, nên là chúng ta phải làm cao ít nhất cũng phải tầm 1m3 trở lên mọi người nhé. Thấp nhất thì 1m3. Đây cái chuồng ông ấy mua của công ty nào ở ngoài Hà Nội đây này, thì họ làm hàn răng bừa quá sơ, nên là heo nái nó nhiều con mà bé bé nó chui qua luôn, tức là phải kêu thợ hàn đến hàn thêm cái thanh chắn ngang này. Nhưng mà nó khi chắn ngang như này thì khi heo to nó không bú được, nên là bây giờ bọn mình sẽ sửa lại giúp ông ấy luôn, là vừa làm chuồng mới vừa sửa lại luôn. Thì đây là mẫu chuồng sắt đặc mọi người nhé, mẫu chuồng sắt đặc bên anh nông dân Chiến Đích, chắc chắn cho mọi người luôn, tự lắp đặt, nghĩa là chuồng tháo rời mọi người nhé. Chuồng này là tháo rời, anh chị em về là chỉ cần vặn ốc vào là được mọi người nhé, vặn ốc chặt lại là được. Đây, tất cả các khớp nối đều có vặn vít và làm thiết kế đẹp cho mọi người. Nói chung là mẫu mã bao đẹp, chắc chắn bảo hành 5 năm, có vấn đề gì trục trặc sửa đổi. Đây, đây là máng gầu mọi người nhé. Máng gầu bên mình thiết kế rất là nhỏ gọn và tiện ích, không quá rườm rà, làm rất là dễ và rất là đẹp luôn. Mọi người có thể thấy đúng không? Thì cái máng gầu này mà mình làm riêng thêm một cái khóa nữa. Một chuồng ô đẻ là gồm có hai cái khóa thông minh, phía sau một khóa và phía trước một khóa. Còn đây là cái lồng úm. Thì chuồng hộ bị bên chuồng sàn đẻ bên nhà mình sản xuất là đều có một cái ô úm rồi nhé. Là mình sẽ bắn bằng tôn dày, để mà khi heo mới sinh ra ấy, thì có thể thắp bóng úm thì nó sẽ giữ được nhiệt lại mọi người nhé. Bắn 1/2 cái chuồng thôi, nghĩa là làm tôn thêm tôn thì nó đắt tiền hơn mà. Nhưng mà làm để cho đảm bảo, vì mình là người sử dụng nên mình biết được công suất, công hiệu, công dụng của nó như thế nào. Thì đây là cái chuồng của bác chủ nhà mua đây. Bây giờ mình sửa lại răng bừa, mình nối thêm này, mình nối thêm răng bừa này, rồi là nối thêm chuồng rộng ra đây. Một mình răng bừa bên nhà mình thì làm chỉ có cách nhau 20 phân thôi. Chúng ta không nên làm quá sưa mọi người nhé. Làm quá sưa thì có thể con heo nào mà phá thì nó sẽ chạy ra được mọi người nhé. Nên là mọi người nên lưu ý cái vấn đề mà kích thước.
Thì đây bây giờ mình đã sơn lên bao đẹp luôn mọi người nhé. Đây là chuồng chuồng nái đẻ. Sau khi sơn xong thì khô rồi thì bên mình sẽ lắp tấm nhựa lại. Thì lắp tấm nhựa lại thì nó sẽ đẹp luôn, đẹp long lanh cành đào luôn. Anh chị em thích nhựa màu vàng đều có màu vàng, thích nhựa màu trắng thì có sẽ có màu nhựa màu trắng mọi người nhé. Tất cả nó chất lượng như nhau thôi, nhưng mà nó khác cái màu thôi. Người thì thích màu trắng, người thì thích màu vàng. Thì bác chủ nhà này là trước đây đã dùng màu trắng rồi, nên là bác ấy thích màu trắng. Màu nào nó cũng sạch hết mọi người nhé. Đây là nhựa nhựa nguyên sinh, còn nhựa tái chế nó rẻ hơn. Tất cả các dụng cụ chăn nuôi thì bên mình đều bán đầy đủ, nên là anh chị em cần thiết bị chăn nuôi hay là cái gì gì đấy đều bán hết mọi người nhé. Anh chị em thích tự hàn thì có thể liên hệ với mình mua linh kiện. Một chuồng nái đẻ này anh chị em cần các chi tiết nào thì cứ nhắn tin Zalo cho mình 0961445556 để biết được những cái chi tiết nào cần cần làm mọi người nhé. Thì đây cái máng này ngày xưa công ty làm xấu quá, bây giờ bọn mình sửa lại cho tiện luôn mọi người nhé. Bọn mình vừa làm mới vừa sửa đổi, nghĩa là làm đẹp luôn. Đây là công đoạn cuối cùng là bê cái tấm bê tông vào để là hoàn thành cái chuồng này. Thì tấm bê tông này ở trong là tất cả cốt thép là sắt 6 mọi người nhé, sắt 6 rất là chắc chắn luôn. Nên là anh chị em nào mà là tự hàn được thì có thể mua tấm nhựa này, mua tấm bê tông này, mua ống nước rồi mua máng. Nói chung là bên nhà mình là từ A đến Z, từ một cái chuồng trại từ A đến Z là mình được cung cấp đầy đủ cho anh chị em. Đây là cái chuồng bác này tận dụng nên là hơi chật mọi người ạ, hơi chặt, nên là nếu mà làm lại thì nó sẽ làm đẹp hơn, chứ làm như thế này thì nó sẽ không đảm bảo về trong vấn đề mà đi lại này nọ. Nhưng mà bác ấy bảo là bữa chuẩn bị bác ấy sửa lại, nên là bọn mình đang lắp tháo rời, mình đang lắp tháo rời để cho bữa sau bác ấy sửa lại cho dễ. Thì anh chị em thời gian qua đã theo dõi thì đã biết được rồi, nên là nếu như anh chị em nào mà mua hàng ấy thì liên hệ trực tiếp với mình và đặt cọc tiền vận chuyển, rồi mình sẽ chuyển tiền chuyển chuồng đến tận nơi và anh chị em nhận hàng thanh toán mọi người nhé. Xin chúc cho anh chị em những ngày đầu năm là chăn nuôi thành công và thắng lợi, heo nái thì đẻ nhiều mà heo con thì đắt giá đấy. Đây là máng hậu bị mọi người nhé, máng hậu bị bên mình thiết kế khóa thông minh luôn, nghĩa là bao đẹp cho mọi người. Anh chị em cần tư vấn thì có thể nhắn tin trực tiếp mọi người nhé. Xin chào và tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại anh chị em trong những video tiếp theo. Đừng quên ủng hộ anh nông dân 9X bằng nút like và chia sẻ đến anh em bạn bè chăn nuôi.